lễ hội Moto Yamaha 2024 dành cho các tín đồ đam mê các dòng xe Yamaha đã diễn ra thành công tốt đẹp tại trường đua Đại Nam. Lễ hội Yamaha 2024 cũng là ngày hội thao các câu lạc bộ mô tô thành phố Hồ Chí Minh do Liên đoàn xe đạp mô tô thể thao tỉnh Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức với mong muốn tạo sân chơi lành mạnh chuyên nghiệp. Sự kiện đã thu hút gần 500 chiếc mô tô phân khối lớn thuộc 20 câu lạc bộ mô tô tại miền Nam. Theo Moto Sài Gòn cập nhật, sự kiện Yamaha 2024 năm nay có quy mô lớn hơn rất nhiều lần so với lần trước. Ấn tượng nhất là hoạt động diễu hành với sự tham gia của hơn 800 xe mô tô phân khối lớn và các biker sở hữu xe Yamaha gồm BG1, XCR155, BBA, Yamaha R15, R3R7, MT09, MT10, MT03, MT07, TNR700. Bên cạnh đó, khách tham quan cũng đã có một ngày cháy hết mình với những pha tranh tài tại giải đua xe Yamaha XCR155 BBA. Ông Ngô Quang Vinh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn xe đạp mô tô thể thao thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ ngoài những đóng góp phục vụ cho xã hội, cho thể thao, chúng tôi mong muốn các câu lạc bộ mô tô thành viên cùng chung sức xây dựng hình ảnh đẹp, gương mẫu tuân thủ các quy định của pháp luật, góp phần nâng tầm văn hóa giao thông trong cộng đồng biker Việt Nam. Hội thao đã tạo cơ hội gắn kết các thành viên mô tô phân khối lớn hưởng ứng năm an toàn giao thông 2024 với chủ đề thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong cộng đồng biker Việt Nam. Hoạt động được đông đảo anh chị em biker mong đợi nhất với sự tham gia của gần 1.000 biker cùng diễu hành quanh trường đua Đại Nam có tổng chiều dài 2.222m. Nổi bật nhất hoạt động diễu hành là sự xuất hiện của gần 500 xe mô tô phân khối lớn thuộc 20 câu lạc bộ mô tô thuộc Liên đoàn xe đạp mô tô thể thao thành phố Hồ Chí Minh. Hoạt động này cũng dành ra các giải thưởng dành cho các câu lạc bộ mô tô có đội hình đông đảo nhất, câu lạc bộ có đội hình diễu hành đẹp nhất. Tại khu vực gian hàng của Gap Zone Yamaha Moto, khách tham quan đã có cơ hội được check-in nhận các phần quà giá trị, đăng ký lái thử các mẫu xe mới của Yamaha. Theo Moto Sài Gòn cập nhật, thu hút sự quan tâm lớn từ khách tham quan là các mẫu xe gồm Yamaha R15, XCR155 và mẫu xe đình đám nhất của Yamaha là BG1. Bên cạnh đó, Yamaha cũng tổ chức cho lái thử các mẫu xe mô tô phân khối lớn mang thương hiệu Yamaha. Khu vực gian hàng của các thương hiệu đồng hành cũng thu hút đông đảo khách tham quan với các phần quà tặng và ưu đãi hấp dẫn gồm gian hàng phục ô Linh Hoàng Việt, Moto World Việt Nam mang đến các mẫu đồ bảo hộ cao cấp của Taichi TCX, HJC và Shinjidi chính hãng. Đối với các tín đồ đam mê Adventure, Offroad thì Yamaha VGR155R, Tenere 700 và Tracer chính là lựa chọn đáng giá. Với mục đích lan tỏa niềm đam mê với xe máy, nơi giúp các bạn trẻ chắp cánh ước mơ được trải nghiệm những đường đua chuyên nghiệp, các khóa học đào tạo đã diễn ra trong khuôn khổ sự kiện Yamaha tại Bình Dương. Cùng với đội ngũ hướng dẫn bao gồm giảng viên đến từ Yamaha Moto Việt Nam và chuyên gia Nhật Bản Kato Yoshiaki, các học viên đã có cơ hội được cung cấp các kỹ năng căn bản, giúp học viên tự tin phát triển bản thân, nâng cao kỹ năng điều khiển xe gắn máy an toàn, tư thế ngồi, lái xe, kỹ năng phanh, bravo góc cua, xuất phát, tăng giảm tốc độ. Trang bị các kỹ năng lái xe với hai dòng xe XCR155 BBA và R15 cùng chuyên gia Kata Yoshiaki, ông đã mang đến những kiến thức căn bản và góc nhìn thú vị về đua xe chuyên nghiệp, làm quen với đường đua đạt tiêu chuẩn quốc tế, tham gia thi đấu, cạnh tranh với các bikers khác tại sự kiện. Trang bị đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ như găng tay, áo khoác và giày dành riêng cho đua xe, mũ bảo hiểm full face, nhận những combo quà tặng độc quyền và giá trị. Xin chào các bạn. Thì Moto Sài Gòn đã vừa mới trải qua một buổi test drive chiếc Exeter 155 VVA này. Sau khi mà Exeter đã cho ra mắt cục máy VVA thì thứ nhất là rất là bốc, thứ hai là khi mà mình vượt qua được cái khoảng vòng tua cao á thì là cam biến thiên nó mở lên á, thì là cho ra chiếc xe bứt tốc rất là nhanh. Với cái đoạn đường thẳng Đại Nam này á thì là mình cảm giác là mình rút cho về phần hậu á thì nó rút rất là lẹ luôn. Tiếp theo là về phần Silver Club, cái nội chống trượt này thì là ngay phút cua 4 á có một cái đoạn mà mình chuẩn bị vô cua gấp, mình hồng ga hơi trễ, mình về từ số 4 và số 2 thì mình dồn về cùng một lúc hai số thì mình thấy là cái bánh nó hoàn toàn không hề bị sạc luôn nha các bạn. Nói chung là một chiếc xe rất là đáng để sử dụng trong chạy trường đua cũng như là chạy ngoài đường. Nó rất là dễ lái và cái hướng tay cầm cũng như là cái góc nhìn của chiếc Exeter 155 này rất là tuyệt vời. Có cho ra những góc lái khi mà mình ôm những cái cua gắt hoặc là những cái cua nó có hình chữ S hay là gì đó, nó có những góc lái rất là rộng
và chúng ta có thể kiểm soát và có thể điều khiển được dễ dàng chiếc xe. Đến chiều cùng ngày, chương trình được mong đợi nhất là giải đua xe Yamaha dành cho các học tham gia Học viện Đào tạo Yamaha. Các học viên được tranh tài cùng các chiến mã Yamaha Exciter 155 VBA mạnh mẽ. Không khí càng trở nên kịch tính hơn với cơn mưa nặng hạt khiến mặt đường đua trở nên trơn trượt hơn. Điều này đòi hỏi các tay đua phải vận dụng hết kỹ năng học được từ học viện. Giải xe số thể thao thể Exciter 155. Giải nhất, Nguyễn Vũ Phương. Giải nhì, Nguyễn Đức Hoài Thương. Giải ba, Lưu Huỳnh Đức. Kết quả giải xe số thể thao hệ D15. Giải nhất, Nguyễn Minh Thịnh. Giải nhì, Nguyễn Minh Trí. Giải ba, Huỳnh Duy Phương. Kết quả giải thi biểu diễn giao lưu Yamaha Exciter của vận động viên chuyên nghiệp. Giải nhất, Huỳnh Minh Sang. Giải nhì, Nguyễn Hoàng Tiến. Giải ba, Nguyễn Minh Di. Kết quả giải thi biểu diễn giao lưu đường thẳng của vận động viên chuyên nghiệp. Giải nhất, Đỗ Hoàng Huy. Giải nhì, Lê Minh Quân. Giải ba, Đoàn Huy Hùng. Kết quả điều khiển kỹ thuật công tay ghép Kana. Giải nhất, Hồ Minh Nhật. Giải nhì, Trương Vĩnh Phúc. Giải ba, Nguyễn Hữu Minh Trí. Lễ hội Yamaha 2024 đã chính thức khép lại thành công rực rỡ vượt mong đợi. Theo Moto Sài Gòn ghi nhận, nhiều biker chia sẻ sau sự kiện hy vọng Yamaha Motors Việt Nam sẽ tổ chức nhiều sự kiện như thế này, tạo sân chơi lành mạnh, chuyên nghiệp cho các tín đồ đam mê xe mô tô nói chung và đam mê các dòng xe mang thương hiệu Yamaha nói riêng.